Một hôm ta nhìn ta thấy lòng mình buồn là bữa nay xách xe ra mà không biết đi đâu. Thấy trời nắng đẹp quá. Chập chờn bên màn thuyền. Tan ta trong giấc mộng, cho cõi lòng đờ cô đơn. Ta làm ta thêm giới hạn cho cõi đời. Châu Lăng đi vài chút á, có cái đoạn đường chỗ này nè, rất là nguy hiểm. Mà tôi đi ngang đây thì có bà con ta ở đây, ta kêu quay cái đoạn này, cái chỗ này là té rất là nhiều người. Đất nhiều quá, ông kéo xuống lại cho chỗ thấp, chỗ cao ông phan lại chỗ thấp. Thế cái hậu cảnh đó là cái chùa Phật Ca, chùa Phật Ca, hoặc là cái khu này nhiều quán bánh chuối như vậy. Xe này nhớ là xe bán bánh chuối nướng. Đó là chùa Phật Tháp. Mấy đất ở chỗ cao hơn, thấy lợi chỗ thấp cho mặt đường nó bằng.
Mẹ đâu hả? Dưa leo làm cỏ này. Nhưng mà cái ruộng này là ruộng dưa leo. Một hôm ta nhìn ta, thấy lòng mình người người qua bóng. Nhắn bò này cho ăn. Đang gặp theo con sông chập chờn bên màn thuyền. Này dẫn ra sao đồng. Chẳng phải là ta thoáng qua rồi bay mất, ta rạng rỡ thiên thu. Đó bắt cá. Một hôm ta nhìn ta, thấy lòng mình lười người qua bóng nước con sông, giang giặc theo con sông chập chờn bên màn thuyền. Hàng cá đã bị cọc. Một hôm ta gặp ta, thấy lòng mình khác lạ, ta chẳng phải là ta. Một hôm ta nhìn ta, thấy lòng mình buồn là nghe trong vắng mông lung hỏi gương.
cắn tông. Một hôm ta nhìn ta thấy lòng mình người người qua bóng nước con sông giang giặc theo con sông chậm chậm đến cho cõi lòng đờ cô đơn ta làm ta thêm giới hạn cho cõi đời không trống vắng ta dìu ta trong ngọn đắng để mấy trời khuất vần tâm ta dằm ta không nói nắng để người ta được tình lành ta dằm ta không yên lòng để lòng yên.